Hello, 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 chị sĩ. Đây là trái gì? Trứng gà. Đây là muối tiêu xanh. Muối tiêu xanh đúng không? Đúng. Chào các bạn, bây giờ món hào ghê nhất thế giới. Hôm nay mình sẽ ăn thử món gì? Món gì ta? Món bò sốt thảo cay. Bò sốt tiêu đen. Ủa? À, có tiền đô la Mỹ kìa. Đây chưa cái hai giá đâu mà tiền đâu la Mỹ. À. Đi chỉ là cái đồ sticker thôi à. À. Sticker. Còn đây chính là phô mai yêu quý nhất của tôi. Thịt bò. Bất cứ gì là Mỹ. Trái trứng gà. Ngon một miếng. Cái này thì sẽ có dầu xe hai. Cẩn thận nha. CC cẩn thận nha. Hello mọi người. Đây món hàu. Và đây là thịt bò mà tôi yêu quý nhất này. Và đây. Là đô là Mỹ thuật nhưng mà đó chỉ phát cờ thôi. Vàng tươi luôn thì mới ghê. Nhờ con gái nè. Trời ơi. Em nói quậy làm sao không biết luôn. Quậy già trời ơi. Xong rồi bỏ thịt bò vô. Xong rồi mới bỏ phô mai vô thì quá ngon. Hai hành tây. Thì quá ngon tuyệt vời luôn. Bây giờ bỏ phô mai. À bỏ thịt bò trước cái đã. Chưa bỏ hành tây. Quên thì mới bỏ hành tây chứ mà. Bỏ hành tây thì ngon như tuyệt vời mai mà chẳng kiểu nồi. Quá thơm quá ngon luôn. Quá thơm. Thơm quá đi. Thơm quá. Thơm đến nỗi mà nó cái mũi luôn. Không quay đàng hoàng. Quay đàng hoàng là cầm hai tay. Đây. Đầu tiên là xào hành tây trước. Bò hào xào trứng. Thêm tí dầu nữa. Để cho nó thêm mùi vị thơm ngon. Và tiếp theo là thịt bò. Bò thịt tươi. Thịt tươi mà tôi thích nhất nè. Đây. Thịt bò vẫn chưa chín nha. Nên là chưa được ăn đâu. Nhìn là muốn ăn luôn rồi nè. Ngon như sa tế vậy cũng có. Cho hào vô. Đây là hàu sa tế. Nhưng mà nhìn cái hàu đó xong thấy ghê hết nha. Rau. Trứng. Rau. Phô mai. Rau. Trời. Chi vào này là tôi ghét nha. Ô cũng có. Cũng có nấm. Nấm tôi yêu thích nè. Sao mình để thêm quả trứng nữa. Tiếp theo là rau với trứng. Nhưng mà không thích. Trứng đâu hết. Trứng đâu rồi để tìm xem coi. Trứng nào Mẹ Thanh đang cầm cái trứng. Đây. Mỗi lần ngô xíu ơi. Là quả trứng tử thân. Đây là mới đập thêm quả trứng nha các bạn. À. Quả trứng này vẫn chưa chín nên chưa ăn được. Chờ mấy phút, chờ tầm 2-3 phút gì đó để cho nó chín. Để cho thịt nó chín. À, bây giờ là nước
mùi thơm nước cơm muối luôn. Bây giờ chuẩn bị bước qua bước thứ tư, nước sốt đây. Đây là nước sốt tiêu đen nha các bạn. Giờ mình bỏ vô. À, bỏ nước sốt tiêu đen. Giờ là tới phô mai. Tao lấy cái đôi đũa này nè. Ừ. Hay là lấy cái muỗng gạt phô mai xuống cho bà đi. Ok, đợi. Lấy cái muỗng nè. Đó, cái muỗng trước mặt con kìa. Ừ, gạt phô mai xuống. Nếu đâu xuống lại được rồi. Nhưng mà để cho phô mai nó tan chảy đã. Là được ăn một cái món ngon mà như này. Bây giờ mình bỏ sốt vô thử lần cái nữa. Ok. Đó, rồi. Chờ 5 phút. Đó, phô mai lên rồi thấy không? Đó. Phô mai dần dần nó tan chảy. Đó, các bạn nhìn phô mai. Tết. Mấy đồ khai nè. Đó, các bạn nhìn phô mai đẹp không? Đẹp quá trời, lại còn thơm ngon nước cái muối luôn. Rồi tao mời các bạn ăn đi. À, rồi. Chúc các bạn ngon miệng. Quá táo chay vậy. Quá chay vậy. Ê, siêu quậy. Wow. Wow, món phô mai ngon bình tĩnh. Chơi. Còn có nóng nữa. Chị ăn một bò à? Wow. Ngon. Ngon. Ngon lắm. Bò này chơi, ăn bò này. Rồi, mời các bạn ăn nha.